Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo áp uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới về cái dự án MatChain. Thì đây là một cái kèo mà chúng ta khai thác cái điểm POI MatChain ở cái trên ứng dụng Telegram. Thì ngày hôm trước thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn cho các bạn là tham gia vào cái sự kiện mới á. Đó là chúng ta sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ về cái sàn Bitget cũng như là cái liên kết giữa cái ví Bitget Wallet với cái sàn với cái dự án MatChain này, và chúng ta sẽ claim miễn phí là 100.000 cái đồng ON. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ mới ở trên đây. Là mới có một cái nhiệm vụ đó là kết nối với dự án Bybit của sàn Bybit với dự án MatChain để mà chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ này, chúng ta nhận phần thưởng. Thì những cái nhiệm vụ này thì chúng ta nó cũng không không bắt buộc, cho nên là các bạn có thể chúng ta làm hoặc chúng ta cũng không làm cũng được. Vì những cái phần thưởng này thì nó chủ yếu là áp dụng với những cái tài khoản mới các bạn nhé, chủ yếu là áp dụng với các cái tài khoản mới. Rồi, thì hôm trước những bạn nào mà đã claim cái đồng là OL về ví thì các bạn sẽ vào cái phần ví ví của cái app cái bot MatChain, các bạn sẽ thấy là có cái số lượng ở đây. Và tại vì sao mà có nhiều bạn hỏi tại vì sao này của em chỉ có 100.000 đồng NON mà anh lại có 300.000, thì cái này mình cũng trả lời với các bạn là một ngày mỗi một ngày thì các bạn được claim một lần nhé. Các bạn được claim cho đến khi mà nó không còn hiển thị cái, khi các bạn vào bot nó không hiển thị cái chữ claim nữa. Đây mình sẽ thoát ra mà mình vào lại cho các bạn xem. Các bạn claim cho đến khi bao giờ mà các bạn vào bot các bạn không thấy còn cái chữ claim này nữa, tức là các bạn hết cái quyền được claim cái đồng NOL nhé. Còn mà còn hiện thì tức là mỗi một ngày chúng ta sẽ được claim một lần. Thì video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là chuyển đổi từ cái đồng BNB mạng BSC sang cái đồng BNB của mạng MatChain để mà chúng ta làm cái phí ga. Ở đây cái phí ga nó cực kỳ là thấp, nó chỉ có 0.00 mấy đô một đồng một lần claim thôi các bạn. Thì mỗi một lần claim về thì các bạn sẽ thấy được nó tổng hợp cái số dư của chúng ta ở trên này. Và khi các bạn truy cập vào ví thì các bạn sẽ thấy là nó có cái đồng MatChain ở đây, cái đồng NOL ở đây nhé. Đây, cái đồng BNB của mạng MatChain này đây. Thì mỗi một ngày chúng ta chỉ claim thì nó mất khá là ít cái phí. Đây mình để mình tìm cái đồng OL đây nhé. Thì mình cũng đã claim về đây này. Ở đây là hiển thị ở trên cái ví OKX là mình liên kết cái mã ví, cái cụm từ bí mật ấy. Mình import nó vào cái ví gấp 3 của sàn OKX ấy, cho nên nó sẽ hiển thị ở trên cái ví OKX. Còn đúng ra là nó sẽ làm ở trên cái ví Bitget, bởi vì dự án yêu cầu chúng ta là claim về cái ví Bitget các bạn nhé. Ví Bitget Wallet chứ không phải là ví của sàn Bitget các bạn nhé. Đây thì đây là cái mạng MatChain, các bạn nhìn thấy là MatChain này. Và bên dưới này là cái đồng BNB của mạng MatChain này. Và bên này là cái đồng LOL mà hôm trước mình claim được. Thì ở đây thì mình cứ claim về và đến khi mà nó mở cho chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh giao dịch này. Đây mỗi một lần là chúng ta, đây mình sẽ xem nào. Mỗi một lần thực hiện giao dịch là mất khoảng bao nhiêu? Mỗi một lần chúng ta giao dịch mất là rất là ít phí các bạn, chúng ta không mất nhiều phí đâu. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là yên tâm. Đâu, mất chỉ khoảng tầm chưa đến một đô thôi các bạn, chưa đến một chỉ 0.001 đô thôi các bạn. Đó thì cái này nó cũng không mất phí. Rồi bây giờ thì mình sẽ là claim đây cái đây là cái phần mà blockchain của chứa khối của mạng MatChain nhé. Thì các bạn có thể vào đây chúng ta truy vấn cái mã ví của chúng ta xem là nó có những cái giao dịch gì thì nó sẽ nằm hết ở trong này. Đây, chuỗi khối của MatChain đây này. Rồi mình sẽ back lại nhé. Và mình sẽ vào lại, mình sẽ claim lại. Đây mình sẽ thoát bot này ra. Và các bạn mỗi lần các bạn khởi động lại bot thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ này, thì chúng ta kích vào nút claim it loud này.
Đó. Và các bạn lưu ý nhé, để bị đỡ bị lỗi nhé, là chúng ta sẽ tắt cái ví Bitget Wallet đi. Chúng ta thoát hẳn cái ví Bitget Wallet đi, chúng ta bắt đầu kích vào cái nút Claim này. À, cái này thì chúng ta cứ Claim, bởi vì cái đồng NOL này chưa niêm yết trên sàn nào nhé. Cho nên là chúng ta cứ Claim về, đợi một vài ngày nữa thì nó sẽ niêm yết trên sàn DEX á, thì chúng ta sẽ giao dịch nó ở trên sàn DEX. Rồi, bước này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta này xác nhận cái giao dịch. Đây, mỗi một lần là ví dụ như các bạn ngay lập tức là chúng ta sẽ mất phí là 0.0001 BNB. Đó, cực kỳ là thấp, không thể hiện nổi hiển thị nổi cái đô ở đây. Và nhanh thì là 0.0001 BNB và chậm là 0.0001 BNB, mất khoảng 30 phút. Đó. Thì đấy là cái phần cách tính phí gas. Rồi thì bây giờ mình sẽ xác nhận cái giao dịch này này. Các bạn nhấn vân tay này. Đó, các bạn lưu ý nhé. Sau khi các bạn xác nhận vân tay giao dịch rồi nhé, thì các bạn cứ yên tâm, kể cả nó bên này nó có báo lỗi hoặc là báo như thế nào, thì thực tế là cái 100.000 mỗi một lần chúng ta thực hiện cái xác nhận đó, là nó đã về ví rồi nhé. Các bạn chỉ việc load lại ví thôi. Các bạn load lại ví một chút. Các bạn chờ một chút là nó sẽ một xíu nữa nó sẽ về nhé. Đó, như vậy là đã được cộng số dư nhé, của mình đã được cộng lên là 400.000 cái đồng LOL. Và hôm nay các bạn vào thì các bạn đã thấy là nó đã có avatar, tức là nó có cái biểu tượng avatar của cái đồng này rồi các bạn nhé. Thì hiển thị là nó mỗi tội nó chưa niêm yết trên sàn giao dịch, cho nên nó chưa có giá trị. Khi có giá trị thì chúng ta sẽ swap được. Và cái này thì cứ mỗi một ngày thì chúng ta vào chúng ta claim được một lần nữa các bạn. Và mỗi một lần chúng ta claim thì sẽ là được 100.000 cái đồng NOL. Đó, ngày hôm nay thì mình cũng đã claim xong 100.000 đồng NOL nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy các cái lượt giao dịch của mình ở đây. Đó, các lượt giao dịch, và đây là cái giao dịch gần nhất này. Và các bạn có thể kiểm tra cái giao dịch này ở trên một blockchain của mạng Matchain. Đó. Cách claim về khá là dễ, bởi vì khi mà các bạn đã claim về rồi á, khi các bạn truy cập vào bot mà nó yêu cầu chúng ta claim tiếp á, nó vẫn yêu cầu chúng ta claim tiếp, nhưng mà các bạn sẽ không thể claim được, bởi vì mỗi một ngày thì chúng ta chỉ được nhận một lần thôi. Đó, nó sẽ không xác nhận là giao dịch nữa, nó không bắt chúng ta xác nhận giao dịch nữa, như vậy là chúng ta sẽ không nhận được lần hai, và mỗi một ngày chúng ta chỉ nhận được một lần thôi. Đó, mặc dù nó vẫn hiển thị lên, kệ nó các bạn nhé. Và cái dự án Matchain này thì hiện tại vẫn đang cho chúng ta khai thác. Và mình cũng chia sẻ với các bạn ở đây vào phần ví, thì các bạn nhìn thấy là mình đã được cộng nhé, tất cả là 400.000 đồng NOL nhé. Thì cái nhiệm vụ mới ở đây á, nhiệm vụ mới ở đây đó là cái liên kết ví OKX này, liên kết ví với cái sàn Bybit này. Thì ở đây thì mình đã hoàn thành hết các nhiệm vụ rồi. Chúng ta đăng ký tài khoản sàn Bybit này, chúng ta nạp vào sàn Bybit 100 đô này, và cuối cùng là chúng ta bình chọn cho dự án Matchain, và tức là chúng ta sẽ điền cái UID của sàn Bybit đó, và chúng ta điền cái địa chỉ EMI của sàn Bybit, sau đó chúng ta hoàn tất và chờ đến ngày cho mở cho chúng ta claim cái phần thưởng. Tiếp theo ở bên dưới cái nhiệm vụ của OKX thì cũng như vậy, ở đây các bạn cũng kích vào và chúng ta cũng điền địa chỉ EMI của sàn OKX và điền UID của sàn OKX, và sau đó thì chúng ta sẽ kích một cái nút claim ở đây. Đây là cái nhiệm vụ bắt buộc cần phải hoàn thành các bạn nhé. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.